Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021 Gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi thìn tháng 12 năm 2021 âm lịch Chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Ơn. Tử vi tuổi thìn tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch này về phương diện sự nghiệp của người tuổi thìn, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang phải chịu tác động từ vận khí bất ổn nên có nhiều xáo trộn khó ngờ xảy đến bạn được nhắc nhở nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối phó mọi tình huống có thể xảy ra. trong tháng này với bạn tuổi thì đang gặp tương phá thái tuế án ngữ khiến công việc gặp nhiều trở ngại dễ rơi vào tình trạng lao đao vì tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. đối phương dở nhiều chiêu trò để gây bất lợi cho bạn không cho bạn được yên ổn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài ra bước sang tháng 12 âm lịch này, đây là tháng cuối năm nên khối lượng công việc với bạn vốn đã không ít, lại nhiều thứ dồn ứ, giờ thêm sự quấy phá của tiểu nhân, có nhiều sự ngăn trở khiến bản mệnh không thể làm được những việc mình muốn, xử lý rắc rối cũng không dễ dàng nên mọi thứ khó tiến triển theo chiều hướng tốt thêm. Trong tháng này với những chú rồng phải chật vật hơn trước rất nhiều, chẳng còn thời gian mà thành thơi hay nhàn tản nữa. Đây có thể nói là một thử thách không nhỏ cho khả năng thích nghi và xử lý rắc rối của con giáp này và với bạn tuổi thìn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức mình có với sự hỗ trợ của sao cắt tinh thiên đức sẽ hỗ trợ cho bạn đúng lúc để giúp cho bạn thêm mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn quan trọng nhất là phải luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống có như vậy bạn mới có thể tìm ra lỗi sai nằm ở đâu và nhanh chóng khắc phục cũng như bắt đúng mạch trị đúng bệnh và cũng trong thời gian này với bạn tuổi thìn hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng có lơ là tạm bợ cho qua loa nếu không lỗi sai lại lặp đi lặp lại khiến bản mệnh cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi bạn tuổi thìn trong tháng cũng nên chú ý tới mối quan hệ với các đồng nghiệp tập trung làm việc của mình nhưng cũng nên để tâm đến thế giới xung quanh đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay làm việc gì cũng phải nghiêm túc từ đầu đến cuối tránh chuyện bao đồng thị phi cố gắng đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo Điều đó sẽ giúp bạn cải thiện tiến trình phát triển sự nghiệp. Cố gắng điều chỉnh mọi thứ sao cho hợp lý và sớm hoàn thành thì bạn mới có thể yên tâm đón Tết nhé. Tử vi tuổi Thìn tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng dù công việc có nhiều khó khăn nhưng may mắn là tài chính của con giáp này vẫn đạt được những tín hiệu tích cực nhất định chỉ có điều vận khí chưa thật sự ổn định, cho nên bản mệnh bản tuổi thìn chưa được phép chủ quan vào lúc này dù thấy tiền có đổ về túi đi chăng nữa. Trong tháng này, may mắn là bạn tuổi thìn gặp được gặp được chính tài chiếu mệnh, giúp cho tài lộc của bạn có tín hiệu tăng nhẹ nhờ các khoản thường Tết. Thứ tài với bạn tuổi thìn trong tháng cũng khởi sắc, đến từ những việc kinh doanh buôn bán cận Tết, hàng hóa có lưu thông tốt hơn trước. Điều đó báo hiệu một vài hạng mục đầu tư đang sinh lời tuy nhiên trong tháng cũng gặp cục diện tương phá và cả hung tinh âm sát xuất hiện nhắc nhở bản mệnh vẫn phải đề phòng có sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ tháng chạp này sẽ xu hướng giao dịch hoặc đầu tư buôn bán rất lớn bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc với bạn tuổi thìn trong tháng này bạn hãy cố gắng thường xuyên tìm hiểu xu hướng thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời từ đó nắm được lợi thế cho riêng mình việc của mình do chính bản thân quyết định có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn lời khuyên về tài chính của bạn bè nhưng cái chính bạn sẽ là người chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng chỉ cần bạn tính toán thận trọng hơn để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt bạn sẽ thu về không ít lợi nhuận có điều cần biết điểm dừng quá tham lam khiến bạn dễ dàng bị lừa gạt mất mát về tiền của bên cạnh đó vì là tháng giáp tết nên những chi phí phát sinh trong tháng khá lớn ngay từ đầu tháng, bạn tuổi Thìn hãy lên kế hoạch chi tiêu càng chi tiết càng tốt tránh để đến sát Tết rồi mà còn rơi vào tình trạng tài chính eo hẹp. Tử vi tuổi Thìn tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện tình duyên. Ở phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch này, xem tử vi chỉ ra rằng trong tháng có sao Mộc Dục chiếu mệnh chủ đào hoa xuất hiện trong vận trình tháng của mình, làm cho vận trình tình cảm của bạn chắc chắn nhân duyên sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng trong tháng do tác động của các tinh này sẽ mang theo cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nếu như những bạn tuổi thìn có thể tiết chế được cảm xúc của mình, không để cảm xúc lấn át lý trí, đó sẽ là đào hoa lành, vừa thúc đẩy tình yêu đôi lứa thăng hoa, lại trợ lực hữu hiệu cho con đường phát triển công danh sự nghiệp của mình về sau này. Còn đối với những người độc thân, trong tháng này cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có đến với mình, để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái trong những ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không có thái độ rõ ràng hay dứt khoát, sao mục dục chiếu mệnh sẽ biến thành đào hoa dữ, gây nên những rắc rối tròn chuyện tình cảm, điều này ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và hạnh phúc của bạn. Nhất là với những người đã có vợ hoặc chồng, hạnh phúc gia đình có đảm bảo hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý những mối quan hệ xã giao trong tháng này. Đừng để những ngày cận Tết mà không khí gia đình còn căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Từ vi tuổi thìn tháng 12 âm lịch năm 2021 về phương diện sức khỏe. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi thìn trong tháng 12 âm lịch này cho thấy, với bạn đang bị hung tinh âm sát xung chiếu nên có thể gặp một vài trở ngại đáng kể về sức khỏe. Chủ yếu do bạn mải mê với công việc thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tuy nhiên, những vấn đề này không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức. Nếu như bạn tuổi Thìn cảm thấy cơ thể có vấn đề bất thường, bạn cần đi thăm khám ngay để có hướng chữa trị kịp thời, tránh vì chủ quan mà khiến bệnh tình trở nặng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đón Tết. Việc di chuyển, đi lại, làm việc chân tay, trong tháng cũng phải cẩn thận kẻo va đụng, gặp tai nạn ngoài ý muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, Nam kế đô, nữ Thái Dương khẩu quyết sự nghiệp có nhiều xáo trộn khó ngờ lao đao vì tiểu nhân xuất hiện quý nhân tí dần tiểu nhân mùi dậu màu sắc may mắn cam trắng tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết tự tin vào năng lực của bản thân vận dụng những kinh nghiệm sẵn có quý nhân dần mùi tiểu nhân hợi mão màu sắc may mắn tím đen tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tài chính vẫn đạt được những tín hiệu tích cực nhất định quý nhân dậu hợi tiểu nhân tý mùi màu sắc may mắn vàng hồng tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết nhân duyên tăng lên đáng kể đào hoa rực rỡ nhưng nên chú ý kiểm soát cảm xúc quý nhân mão ngọ tiểu nhân mùi thân màu sắc may mắn nâu vàng tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết, chú ý nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức để tránh tình trạng lao lực. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi thìn trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại